Kính thưa quý vị khán giả, công tác chuẩn bị huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023 được cán bộ chiến sĩ các ban chỉ huy quân sự xã phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm. Với quan điểm yếu nội dung nào bồi dưỡng nội dung đó nhằm thống nhất từ chỉ huy cán bộ chiến sĩ, khắc phục triệt để nội dung còn hạn chế chưa thống nhất từ năm trước, tiếp thu đầy đủ nội dung tập huấn sát thực tế, xác định công tác chuẩn bị là khâu quan trọng quyết định trực tiếp đến chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Ban chỉ huy quân sự xã phường đang tập trung triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tu sửa và làm mới mô hình học cụ như bia bảng các loại, mìn, vũ khí tự tạo, chuẩn bị thao trường, bài tập, giáo án, bài giảng. Ngay từ đầu năm, các ban chỉ huy quân sự xã phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành chuẩn bị tốt hệ thống kế hoạch huấn luyện, giáo án, bài giảng, phục vụ huấn luyện, mô hình học cụ, vật chất huấn luyện bảo đảm đúng đủ số lượng, đúng mẫu theo kích thước quy định. Các ban chỉ huy quân sự quan tâm đầu tư nghiên cứu nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng, hiệu quả cao. Hệ thống thao trường, bãi tập, phòng học được đầu tư củng cố, tu sửa làm mới. Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật được cấp ủy chỉ huy các ban chỉ huy quân sự thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, sẵn sàng cho năm huấn luyện mới giành thành tích cao. Trong công tác chuẩn bị huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên chú trọng luyện tập các phương án tác chiến, thực hành xử lý các tình huống, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật. Thì để thực hiện các kế hoạch, cái hướng dẫn của ban chỉ huy quân sự xã Hòa Thành về chuẩn bị công tác huấn luyện năm 2023 và công tác chuẩn bị hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trong lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Ngay từ đầu năm, ban chỉ huy quân sự xã cũng xác định công tác chuẩn bị mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện đảm bảo chất lượng, là mang tính thiết thực, hiệu quả cho các đối tượng dân quân. Thì ban chỉ huy quân sự xã xác định là xây dựng cái dân quân là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thì ban chỉ huy quân sự xã cũng có tham mưu cho cấp ủy chính quyền chú trọng là cái nâng cao cái chất lượng xây dựng và huấn luyện nhân quân nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng nhân quân thì ban chỉ huy quân sự xã cũng chú trọng đối với công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị là nhiệm vụ quan trọng. Thì đến nay ban chỉ huy quân sự xã đã tham gia các lớp tập huấn do trên tổ chức nhằm đáp ứng và thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện hàng năm. Hoạt động hiệu quả của lực lượng nhân quân tiếp tục đổi mới cái công tác giáo dục huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với pháp luật công tác huấn luyện quân sự, huấn luyện nâng cao cái trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng nhân quân tại chỗ, nhân quân cơ động, nhân quân thường trực theo phân cấp. Xác định nội dung trọng tâm tập huấn cho đội ngũ cán bộ tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến thuật nhằm nâng cao trình độ tác chiến từng cá nhân, điều lệnh quản lý dân quân tự vệ, các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, ban chỉ huy quân sự các xã phường chuẩn bị tốt hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê huấn luyện, giáo án, bài giảng, phục vụ huấn luyện, mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện bảo đảm đúng đủ số lượng, đúng mẫu theo kích thước quy định. Các đơn vị quan tâm đầu tư nghiên cứu nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng, hiệu quả cao. Hệ thống thao trường, bãi tập, phòng học được đầu tư củng cố, tu sửa làm mới. Công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật được cấp ủy chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát, sẵn sàng cho năm huấn luyện mới giành thành tích cao. Thực hiện cái công văn 1172 ngày 15 tháng 12 năm 2000 của ban chỉ huy thị xã Hòa Thành về việc cái chuẩn bị cái mô hình học cụ để chúng ta tổ chức cái lễ cái huấn luyện năm 2023, thì ban chỉ huy xã Long Nam với quyết tâm cao thì đã có sự chuẩn bị ngay từ đầu năm. Khi mà bước qua năm 2003, vừa kết thúc đợt tuyển quân năm 2003 xong, thì ban chỉ huy xã đã được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban xã đã đầu tư kịp thời một phần kinh phí để sơn sửa mới lại các cái mô hình học cụ mà do năm 2021-2022 do dịch thì tình hình dịch phức tạp nên công tác chuẩn bị huấn luyện nó cũng có phần thiếu sót cho trong thời gian đó. Nhưng năm 23 qua năm 23 thì ban chỉ huy đã chủ động để
để kịp thời tham mưu cho đảng ủy ủy ban là quan tâm đến đầu tư và sửa mới hết tất cả các trên 49 mô hình học cụ và các loại bìa bản để đáp ứng cái yêu cầu huấn luyện năm 23, và đặc biệt là các có một số cái nội dung ví dụ như cái sổ ghi chép của dân quân thường trực thì được ban chỉ huy dân xã là duy trì và thường xuyên từ năm 2020 đến nay, và hàng năm như vậy là có trong cái nội dung đó nó có cập nhật và sát với cái tình hình của địa phương, ví dụ như là về cái nhiệm vụ của dân quân rồi các cái chuyên đề như tư tưởng học tập theo làm theo phong cách Hồ Chí Minh hàng năm nó, rồi cái chuyên đề phong trào về thi đua quyết thắng hàng năm nó có những nội dung đó nó thay đổi theo cái kế hoạch năm, và đặc biệt là các nội dung về quân sự ví dụ như huấn luyện các loại súng thì trong cái sổ ghi chép cũng được cập nhật đầy đủ, để qua đó thì vừa để cho lực lượng thường trực chúng ta là có cái sổ ghi chép cập nhật giảm tăng nắm, thì qua đó cũng nâng cao về cái khả năng huấn luyện cho các lực lượng dân quân thường trực ở xã. Thì với cái quyết tâm cao của ban chỉ huy xã Long Nam thì ban chỉ huy xã Long Nam đã xác định cái nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thì sau khi mà hoàn thành cái nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 vừa qua mới kết thúc thì ban chỉ huy xã sẽ tập trung vào cái thời gian này sẽ tập trung vào công tác huấn luyện năm 2023. Để nâng cao chất lượng trong huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường xác định tập trung vào nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quân sự cấp xã phường. Đặc biệt, trước khi bước vào huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự thị xã cử cán bộ xuống các xã phường và các đơn vị kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ, thống nhất về cách soạn thảo giáo án, bài giảng, sổ sách đăng ký, mẫu biểu, thống kê huấn luyện các nội dung huấn luyện diễn tập, chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường phát hiện những hạn chế thiếu sót nhằm khắc phục kịp thời và biểu dương cá nhân tập thể có thành tích cao trong công tác chuẩn bị huấn luyện. Thì để chuẩn bị cho công tác huấn luyện năm 2023 đạt kết quả chất lượng cao, thì ngay từ đầu năm, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm, cần tập trung chỉ đạo lãnh đạo để thực hiện tốt cái nhiệm vụ huấn luyện. Thì qua đó thì Đảng ủy Ban Chỉ huy chỉ đạo cơ quan xây dựng và tổ chức huấn luyện, để tham gia tập huấn cùng cấp trên và tổ chức tập huấn cho các cơ quan và ban quy các xã phường. Thì qua đó thì cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, đặc biệt là thực hiện công văn 2925 của Bộ Y tỉnh về việc chuẩn bị cho lễ mô hình cũ năm 2023 đạt quả rất cao. Thì đảng ủy ban chỉ huy đã chỉ đạo cho cơ quan ban chỉ huy các xã phường tổ chức sơn sửa lại bia bản, tổ chức làm giáo án cũng như là triển khai các kế hoạch, rồi quán triệt đến cho từng cán bộ chiến sĩ nắm chắc được nhiệm vụ, trách nhiệm của từng người. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, huấn luyện dân quân tự vệ, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện dân quân tự vệ, chú trọng tập huấn bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ. Chú trọng huấn luyện phối hợp giữa dân quân tự vệ tác chiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quý khán giả thân mến, chương trình Pháp luật dân quân tự vệ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.